Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà các bạn cùng ship.vn sẽ kiểm tra một kiện hàng đã được ship.vn mua trên Choma Shop, một seller uy tín ở Mỹ thuộc quận Brooklyn, New York, và ship đến văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Ora, bang dịch vụ USPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tiếp trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển USPS để có thể theo dõi kiện hàng của mình một cách trực tiếp. Kiện hàng này đã mua và chờ khoảng hơn 3 tuần thì ngày hôm nay nó đã về đến Việt Nam. Vẫn còn rất là chắc chắn nha các bạn. Kiện hàng vẫn chưa được khui ra kiểm tra. Bên nước ngoài thì họ thường sử dụng băng keo giấy để bảo vệ môi trường. Bây giờ mình sẽ tiến hành khui hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, và cũng như là cho các bạn có những cái góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm ngày hôm nay. Về mẫu sản phẩm ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một mẫu sản phẩm đến từ thương hiệu Watch Hop, một mẫu đồng hồ khá là ấn tượng. Đây, bên trong chúng ta sẽ có những thứ rất là quen thuộc như là đơn từ hóa đơn từ Choma Shop, cũng như là các sticker quảng cáo rất là quen thuộc. Mình sẽ để qua một bên, đi vào chiếc box chính của chúng ta. Chiếc box đồng hồ của chúng ta sẽ được Choma Shop bảo vệ bởi một lớp ni lông mỏng như thế này. Rất là đơn giản. Đây, Watch Hop. Cùng với đó logo màu vàng, rất là đẹp. Tạm thời mình sẽ để mình sẽ mở chiếc túi ni lông này trước khi mà đeo bao tay vào. Chiếc túi ni lông này đảm bảo cho chiếc hộp của chúng ta sẽ không bị bám bụi bẩn cũng như là các vết bẩn từ mồ hôi tay. Mở ra thì cũng rất là nhẹ nhàng, chỉ cần kéo từ từ thôi. Rồi, nói về thương hiệu Watch Hop thì những bạn nào chưa biết thì Watch Hop đã được ra đời vào năm 2015 bởi một nhà thiết kế đồng hồ thụy sĩ và Marvest Stark Oren James, một nhà sản xuất đồng hồ có trụ sở tại Brooklyn. Để tạo ra một dòng đồng hồ tự động cao cấp thì hãng đã kết hợp với các kỹ năng của một nhà thiết kế đồng hồ thụy sĩ với kỹ thuật công nghệ cao và thủ công của một nhà sản xuất đồng hồ Đức. Mục tiêu chính của Watch Hop là tạo ra những chiếc đồng hồ cơ học đặc biệt được lắp ráp và hiệu chỉnh hoàn toàn bằng tay tại chính xưởng của thương hiệu. Đây là chiếc bóc chích của chúng ta. Đây, một tông màu đen. Đây là phần bìa giấy bên ngoài nha các bạn, bảo vệ chiếc bóc bên trong. Dòng chữ tên thương hiệu Watch Hop rất là nổi bật. Trên chiếc hộp của chúng ta thì sẽ có một số thông tin như là tên mẫu sản phẩm Multimatic Crow Gold Obsidian Black với size mặt 42.5mm, sử dụng bộ máy tự động auto. Giá niêm yết của một sản phẩm là 675 đô. Đây là mã quốc tế nha các bạn, mã của sản phẩm WLD03D. Rồi, đó là một số thông tin bên ngoài bóc. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở chiếc hộp giấy này ra. Wow, bên trong chúng ta sẽ có một chiếc bóc với dạng vân gỗ nha các bạn. Này, cùng với đó là dòng chữ tên thương hiệu Watch Hop Germany, một thương hiệu đến từ Đức. Khá là đẹp nha các bạn. Hiếm có mẫu thương hiệu nào mà mang một cái mác rất là sang trọng như thế này, nhìn rất là cao cấp. Rồi, bên trong chính là nhân vật chính của chúng ta. Bên trên phần này chúng ta sẽ có một cái lớp đệm mút rất là êm, bảo vệ mẫu sản phẩm. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, rất là đẹp. Đây là chiếc gối. Và bên trong chúng ta sẽ không có gì khác. Bên hông này có một cái dây để mở lên, nhưng mà mình không có mở được, hình như là nó cố định rồi, không có gì khác. Đây, nhân vật chính của chúng ta vẫn còn nguyên siêu, được bao bọc khá là kỹ lưỡng, rất là đẹp. Tất cả đều còn nguyên siêu, dây da, chiếc khóa cũng rất là sang trọng nha các bạn. Đây là chiếc tất của mẫu sản phẩm với tên thương hiệu rất là nổi bật.
Tên này là được viết theo tiếng Đức nha các bạn, hơi khó đọc một tí. Rồi, rất là đơn giản. Đây, mẫu sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta. Đầu tiên mình sẽ chia sẻ lại về mẫu sản phẩm ngày hôm nay. Sẽ có tên là Wardrobe Multimatic Rogon of Zidane Black Automatic Man Watch, một mẫu sản phẩm dành cho nam giới, đến từ thương hiệu Wardrobe thuộc bộ sưu tập Multimatic, rất là nổi tiếng. Mã sản phẩm này như mình vừa trình bày có trên hộp đó là WLD03D. Bộ sưu tập Multimatic này là những sản phẩm hàng đầu của hãng dành cho các quý ông sành điệu và được rất nhiều khách hàng yêu thích. Sự hiện diện của Multimatic nổi bật từ mọi góc độ, mọi ánh nhìn và không có gì được bỏ sót về các tính năng. Đây là một mẫu đồng hồ khá là đa dụng nha các bạn. Có thể nói thiết kế mang nét thụy sĩ của mẫu này và các tính năng của sản phẩm dễ dàng so sánh được với các dòng đồng hồ sang trọng có giá cao hơn nó rất là nhiều. Về đường kính, mẫu sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay sẽ có đường kính là 42.5mm, thích hợp với các bạn nam có cổ tay từ 18cm trở lên. Lên tay sẽ cực kỳ tuyệt vời. Độ dày của mẫu này sẽ là 14mm, một độ dày tương đối dày. Kính được sử dụng cho mẫu sản phẩm chính là kính sapphire với độ trong suốt và hạn chế trầy xước gần như tuyệt đối. Về phần mặt đai rồi, chúng ta sẽ có một tông màu đen chủ đạo và nổi bật, lên đó là tông màu vàng rogol, là màu vàng hồng đó các bạn. Rất là nổi bật, được mã BVD trên các chi tiết như là các cọc số, như là bộ kim và logo thương hiệu, rất là nổi bật. Tông màu cực kỳ sang trọng trên nền đen. Về phần cọc số, chúng ta sẽ có các cọc số La Mã ở phần nửa trên của đồng hồ, có nghĩa là từ cọc 9 giờ cho đến xuyên suốt tới cọc 3 giờ là chữ số La Mã, mang lại cái nét cổ điển cho mẫu đồng hồ của chúng ta. Và nửa phần dưới từ cọc số 4 giờ cho đến cọc số 8 giờ chúng ta là các dạng cọc đơn thẳng, rất là đơn giản, tạo nên cái nét đặc trưng riêng cho mẫu sản phẩm Plus Wardrobe của chúng ta. Rồi, tiếp theo mình sẽ nói về bộ ba kim chính. Bộ ba kim chính của chúng ta sẽ có ở đây kim giờ và kim phút, sẽ được phủ một lớp luminoid và được thiết kế với dạng mũi giáo khá là nhọn, vuốt nhọn về đầu kim, rất là đẹp, tạo nên cái nét sang trọng cho mẫu đồng hồ của chúng ta rất là nhiều. Lớp dạ quang thì chúng ta có thể quan sát được trong bóng tối hoặc là điều kiện thiếu sáng rất là tốt, hỗ trợ rất là nhiều cho chúng ta nha các bạn. Phần kim dây cũng khá là nổi bật với logo thương hiệu được đặt ở phía đuôi kim, và đầu kim chúng ta sẽ là một hình tam giác cùng với đường mũi nhọn dài rất là đẹp, được hoàn thiện khá là tỉ mỉ với các góc cạnh nha các bạn. Chúng ta sẽ có một cửa sổ lịch ngày ở giữa góc 4 giờ và 5 giờ. Đây, nằm xéo như thế này. Đó là cửa sổ lịch ngày của chúng ta. Và tiếp theo, mình sẽ nói về sub dial đầu tiên ở góc 3 giờ. Đó là một cái sub dial hỗ trợ vào lịch tháng nha các bạn. Đây, chúng ta có thể thấy các chữ viết tắt của các tháng trong năm. Và bên đây chính là lịch thứ nha các bạn. Sub dial ở hướng 9 giờ chính là lịch thứ, viết tắt của các thứ trong tuần, Sunday, Monday, vân vân. Và đặc biệt hơn, chúng ta sẽ có một cái sub dial khá là đặc biệt, sub dial 24 giờ ở góc 6 giờ. Phần kim dài màu vàng mình sẽ cố gắng để gần lại cho các bạn có thể dễ dàng quan sát. Đây, phần đầu dài hơn màu vàng của kim sẽ là chỉ ban ngày nha các bạn, sẽ không chỉ khung giờ ban ngày. Và màu đỏ của kim sẽ là chỉ một cái hình cung được mạ vàng bên trong với cái chữ số Arabic, đó chính là ban đêm nha các bạn, khung giờ ban đêm, có nghĩa là từ 12 giờ chiều cho đến 24 giờ đêm. Và phần cộng kim dài bên ngoài sẽ là từ 1 giờ sáng cho tới 11 giờ sáng. Đó, rất là đa dụng nha các bạn. Về góc đẹp nhất của mẫu đồng hồ chúng ta tất nhiên sẽ nhường chỗ cho tên thương hiệu cùng với đó là logo. Ngoài ra, ngay đây chúng ta sẽ có một mẫu chỉ báo dự trữ năng lượng của mẫu đồng hồ, có hình dự trữ code cho các bạn. Power chính là năng lượng. Và khả năng tối đa lưu trữ code của mẫu sản phẩm này hôm nay sẽ là 40 giờ, để các bạn có thể thấy từ 0 tới 40 giờ là có cái hiệu chữ max ở đây nha các bạn. Cái kim này sẽ báo cái dự trữ code của chúng ta tối đa 40 giờ. Đó là những chức năng rất là đa dụng được hãng Wardrobe cung cấp trên mẫu sản phẩm này. Ngoài ra chúng ta sẽ có các họa tiết khác như là các đinh ốc, 4 cái đinh ốc được gắn ở các múi giờ như thế này, góc 2 giờ nè, 4 giờ
8 giờ và 10 giờ. Đó, nó tạo nên một cái nét gì đó nó cổ điển cũng như là nó hiện đại hơn một tí dành cho mỗi sản phẩm của chúng ta. Tiếp theo là về phần khung vỏ. Chúng ta sẽ có một khung vỏ cùng với đó là viền benzen được hoàn thiện bằng chất liệu thép không gỉ 316L và được mạ PVD màu vàng raw gold rất là đẹp và sang trọng. Thép 316L sẽ mang lại được cái tính chất là chống lại các chất lỏng có tính axit như là nước biển cũng như là mồ hôi của chúng ta. Bên cạnh đó thì thép 316L cũng chống lại được các đặc tính từ tính. Về bên trong khung vỏ, chúng ta sẽ được trang bị bộ máy Miyota 9001 đến từ Nhật Bản cho thời gian trữ có tối đa 40 giờ và được hỗ trợ lên có tự động bằng chuyển động tự nhiên của cổ tay. Phía sau đây chúng ta sẽ có một chiếc rotor. Khi mà chúng ta di chuyển cổ tay thì rotor sẽ quay và dự trữ code cho chúng ta. Khả năng kháng nước của mẫu này sẽ là 50m và được tối ưu hơn khi hãng đã trang bị cho núm vặn drill down cho cái mẫu này. Đây là một núm vặn dạng drill down, một cái chi tiết thường thấy trên các mẫu diver. Tuy nhiên mẫu sản phẩm đồng hồ thời trang của chúng ta cũng được trang bị cái núm này, khá là cao cấp nha các bạn. Tuy là sản phẩm của chúng ta chỉ có mức chống nước là 50m thôi nhưng mà vẫn có núm drill down, được hầu như là được tối ưu hóa cái khả năng kháng nước lên rất là cao. Khả năng kháng nước này thì tất nhiên đảm bảo cho các bạn yên tâm đi mưa, rửa tay, thậm chí chơi một số môn thể thao dưới nước, nhưng mà tuy nhiên chơi thể thao dưới nước thì mình không có khuyến khích. Về phần viền benzen, chúng ta sẽ có một viền benzen khá là dày và được làm bo cong trên toàn thể bề mặt. Cùng với đó là chế tác đánh bóng mang lại cái nét tinh tế và sang trọng cho mẫu đồng hồ của chúng ta rất là nhiều. Khi chúng ta di chuyển cổ tay thì viền benzen sẽ cho các hiệu ứng bắt sáng rất là đẹp và gây thu hút người nhìn rất là mạnh. Hai bên thân vỏ chúng ta sẽ có các họa tiết dạng sọc thẳng như thế này. Đây, rất là đẹp luôn. Tạo nên cái nét sang trọng và cá tính riêng cho mẫu đồng hồ của chúng ta. Núm vặn chính thì chúng ta sẽ có một núm vặn chính cùng với đó là một nút. Mình nghĩ là nút này chúng ta sẽ có một cái khả năng là chronograph hoặc là một cái khả năng điểm giờ. Mình chưa có thử nên là mình cũng không có chắc chắn nữa. Vì đây là một mẫu đồng hồ cơ, mình chưa có lên code cho sản phẩm cho nên là mình chưa biết chắc chắn là cái nút này sẽ là nó sẽ cho một cái chức năng chronograph như thế, hoạt động như thế nào. Về phần núm chính thì chúng ta sẽ có một cái núm chính được thiết kế khá là hài hòa trên tổng thể thiết bề mặt của sản phẩm, thiết kế với một độ lớn vừa phải thôi. Cùng với đó là bề mặt núm thì chúng ta cũng được chế tác đánh bóng và in logo thương hiệu, tăng độ nhận diện thương hiệu cho watch hop hơn rất là nhiều. Phần trên mặt thì chúng ta sẽ có dòng chữ Made in Germany ở góc xa 6 giờ. Cái tiêu chuẩn của Đức là họ nói rằng khi mà sản xuất ở Đức, chúng tôi sẽ gắn chữ Made in Germany. Đã làm lại Đức thì chắc chắn sẽ có dòng chữ Made in Germany. Đó là những gì mà hãng đã nói. Về phần dây đeo, chúng ta sẽ có một dây đeo được làm bằng da bê thuộc cao cấp và được dập vân cá sấu, mang lại cái phong cách trẻ trung, thanh lịch cho mẫu sản phẩm của chúng ta, cũng là như là người sử dụng khi lên tay rất là đẹp. Dây đeo còn kết hợp hài hòa với vỏ vàng hồng, đó là một sự thay thế mới mẻ thay vì là một sự kết hợp màu đen với thép như thông thường. Da bê rất là cao cấp nha các bạn, cũng khá là dày, da khá là dày và dẻo dai rồi rất thoải mái khi lên tay. Đó là ưu điểm của dây da. Dây da thì nó nhẹ hơn dây thép rất là nhiều, đảm bảo cho các bạn là khi lên tay và hoạt động cả ngày vẫn cảm thấy rất là thoải mái. Tiếp theo mình sẽ nói về phần khóa. Chúng ta sẽ có một khóa gài cho sản phẩm này. Cùng với đó là được mạ PVD màu vàng hồng rất là đẹp, tạo nên cái nét đồng bộ trên tổng thể chiếc đồng hồ. Phía sau này chúng ta sẽ có dòng chữ Stainless Steel. Phía trên bề mặt khóa thì chúng ta cũng được chế tác đánh bóng rất là sang trọng. Cùng với đó là logo của Watch Hop được in ở một góc trên khóa như thế này. Thông thường thì mình thấy các logo thì sẽ được in ở ngay giữa, nhưng tuy nhiên Watch Hop họ in ở bên một góc bên phải như thế này, rất là đơn giản. Rồi, về mặt cây bách chúng ta sẽ có một thiết kế đáy hở máy như thế này, rất là quen thuộc trên các mẫu đồng hồ cơ khí. Nếu các bạn để ý kỹ thì chúng ta có thể thấy phần rotor của chúng ta cũng được chăm chút khá là tỉ mỉ với tên Made in Germany, dòng chữ Made in Germany cùng với đó là logo thương hiệu. Và trên rotor chúng ta cũng có các vân là các vòng tròn đồng tâm cho hiệu ứng rất là đẹp mắt khi chúng ta di chuyển. Các rotor hoạt động cũng như là các họa tiết này nó sẽ cho các hiệu ứng sáng
khác nhau, tạo nên cái nét riêng cho mẫu đồng hồ của chúng ta. Các họa tiết này thường thấy trên một số mẫu đồng hồ cao cấp nha các bạn. Về thông tin thì chúng ta sẽ có các thông tin rất là cơ bản như mình vừa trình bày, như là hoàn thiện hoàn toàn bằng thép không khỉ, cũng như là khả năng kháng nước, chất lượng made in Germany, bộ máy automatic, những thông tin mà mình vừa trình bày. Bộ da này đến từ Ý nha các bạn, đây dòng chữ Italian Leader, da B thuộc cao cấp. Rồi, tổng thể với một mức giá khá là hợp lý và nó mang một cái thiết kế là sang trọng, mẫu sản phẩm này xứng đáng là một trong những cái phụ kiện hoàn hảo cho bộ trang phục của những quý ông rất là lịch lãm. Chất lượng sản phẩm còn được đảm bảo với cái bộ máy bên trong là bộ máy automatic rất là cao cấp và chất lượng, mang đậm nét thiết kế của Thụy Sĩ và được chế tạo tại xưởng riêng của hãng. Như vậy có thể thấy Watch Hop rất tập trung đầu tư cho các sản phẩm của mình từ khâu thiết kế đến chất lượng bộ máy bên trong. Chúng ta sẽ có một cái sản phẩm mang một cái nét gì đó rất là lạ, đó là chúng ta sẽ có bộ máy đến từ Nhật Bản nè, cái thiết kế mang nét Thụy Sĩ nè, và được sản xuất tại xưởng của Đức. Một sản phẩm khá là hoàn hảo khi dung hợp tất cả những cái tinh hoa từ nhiều đất nước khác nhau lên trên sản phẩm này. Đó là một số những góc quay thực tế cũng như là những chia sẻ của eShip.vn về mẫu sản phẩm Watch Hop ngày hôm nay dành cho những bạn nào đang quan tâm đến thương hiệu này. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.